Trong cái bài thi thiên này như chúng ta thấy ở đây là gì ạ? Nó cái bố cục, khi tôi quan sát ấy, những cái lời dẫn nhập thì đều chia ra làm ba. Và cầu xin Đức Thánh Linh cho chúng ta trong cái cách ăn, trong cái phương cách ăn, ăn lời Chúa. Chia ra là ba, từ câu 1 đến câu 3. Đó là nói về cái sự khôi phục, nói về sự ca ngợi. Sự ca ngợi Chúa hay là sự khôi phục. Cái sự mà Chúa, Đức Chúa Trời Ngài khôi phục chúng ta. Từ câu câu 1 đến câu 3, câu 4. Câu 4 là lời cầu nguyện. Câu 5 đến câu 6, lời hứa của sự khôn ngoan, lời hứa của Chúa hay là lời của sự khôn ngoan về sự công bình, về sự công bình. Trong cái thời gian này, xin Chúa Thánh Linh làm sống lời Ngài cho chúng con. Làm sống lời Ngài cho chúng con. Chúng ta nên nhớ đây là những bài hát mà người Do Thái họ đi về Jerusalem một năm ba lần và họ hát những bài thi thiên. Mà hát không chán nhé. Họ hát không chán. Nhạc thay đổi nhưng lời không thay đổi. Tôi muốn nhắc nhở như vậy bởi vì ngày nay ấy thì lời thay đổi theo âm nhạc. Lời thay đổi theo âm nhạc. Có nghĩa là những bài hát ấy là âm nhạc thay đổi và lời thay đổi theo. Nhưng mà còn những bài hát của lời trong lời Chúa ấy, đó là nhạc thay đổi nhưng mà lời không thay đổi. Âm nhạc thay đổi nhưng mà lời Đức Chúa Trời không thay đổi. Họ hát những bài đó mà không thấy nhàm. Đó là bài hát mới đấy. Đó là bài hát mới. Ở trước đây ấy, cứ mỗi lần mà hát bài hát mới tôi đều nói rằng ấy, à cần phải hát bài hát mới chứ, cần phải tập ra bài hát mới chứ thì mình mới được sức dầu, mình mới thấy đi theo Đức Thánh Linh và mình muốn muốn hát những bài hát mới, muốn có cái cảm giác của bài hát mới thì đúng đều có. Nhưng mà những cái cảm giác đấy ấy, những cái cảm giác nó rần rần trong người, nó vui mừng, nó không kiểm tra rằng đó là đúng theo Chúa. Thì khi nào chúng ta đọc trong lời Chúa niềm vui nó đến từ đây này thì nó mới chính xác. Nó mới chính xác. Bởi vì âm nhạc không nói hết lời của Chúa. Âm nhạc nó do Chúa ban cho. Nhưng mà kể từ khi thiên sứ trưởng Lucifer sa ngã, nó cũng đem cái phần âm nhạc nó lấy đó mà nó làm cho cái phần của mình, nó làm cho cái phần của mình. Cái bài hát mà chúng ta biết ấy, nhiều người biết và rất thích hát ấy, đó là Hallelujah đấy. Cái bài Hallelujah mà cái bài mà nhiều người bây giờ tự nhiên tôi quên cái vần đấy là mà thời ngày nay nhiều người rất là hay hát này. Vừa rồi là có một ca sĩ ở Sina đấy, Sina Bia đấy, tên tên nôm na là như vậy mà hát cái bài đấy đấy. Bài nhạc nó rất là hay nhá, nhạc nó rất là hay, nhạc nó rất là hay. Nhưng mà khi mà ai mà hiểu tiếng Anh ấy thì tôi khi mà tôi đọc cái bài lời tiếng Anh tôi phải dừng lại. Bởi vì sao? Bởi vì lời tiếng Anh nói đại ý nôm na là như thế này này. Nôm na nói rằng ấy là David ấy có nghĩa là đang lang thang, xong thấy một cô gái tắm, xong là ông ta phạm tội, xong ta khi ông ta phạm tội ông ta thế nào đấy là ông ta la lên một cái câu Hallelujah, vân vân. Trong cái sự đó là phạm tội rồi Hallelujah. Và khi mà tôi đọc cái lời đó, nó nửa này nửa kia, nó tranh tối nó tranh sáng, nó giống như là phạm tội Hallelujah rồi rồi. Cái lời tiếng Việt ấy thì dịch ra thì nó hoàn toàn là khác, tôi không thể nào dịch theo cái lời của tiếng Anh được. Thì theo cái người 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 mà sáng tác cái bài trong tiếng Anh là người không có phải là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nó chỉ có lời nhạc hay cho kỳ, nó chỉ có lời nhạc hay, nó chẳng khác gì một bài hát hay ở ngoài đời mà chúng ta phổ lời Chúa vào. Đó là nhạc không thay đổi mà lời thay đổi theo nhạc. Nhưng mà còn đây này, những bài thi thiên này ấy là lời không thay đổi nhưng mà nhạc thay đổi theo lời. Như vậy thì chúng ta xem cái nào là hay, xem cái nào là hay. Nó giống như hai cái, nó giống như đồ ăn vậy đó. Có những đồ ăn tốt mà người mình lại không thích, có những đồ ăn nó không tốt mà mình lại thích. Giống như trẻ con thì thích ăn McDonald's, trẻ con thì thích ăn sô cô, trẻ con những thích ăn những cái đồ nhiều mỡ nhiều dầu, vân vân, mà chúng ta biết được rằng nó không có tốt nhưng mà lại thích. Thì cái đó là cũng mà là một cái sự dạy dỗ. Cái đó tôi muốn nói nêu lên ấy, tại vì cái gì nêu ra nhiều ấy thì nó tạo nên cái sự hình dung ở trong chúng ta, hình dung trong chúng ta. Chúng ta thử hình dung xem. Chúa bảo với Adam lúc đầu ấy, ban đầu là hãy ăn những cái hạt mà những cái đồ này nó có appetite không ạ? Những cái đồ đồ ăn là những cái đồ mà đầy dinh dưỡng, nhiều dinh dưỡng nhé. Chúa nói rằng là ngươi ăn những cái hạt cây hoa quả nhé.
làm đồ ăn, mọi thứ cỏ cỏ xanh này, mọi thứ hạt này làm đồ ăn cho ngươi, rau cỏ xanh làm đồ ăn cho ngươi. Đó là những cái đồ ăn mà trong ngày đầu, trong cái thời kỳ đầu. Mà còn ngày nay chúng ta bởi vì ít được nghe đấy, cho nên chúng ta thấy những cái quảng cáo veo bung bên ngoài, thấy những cái bắt mắt, thấy những cái này ô, thấy hơi khói bốc lên và mùi thơm bốc lên, nhưng mà chưa chắc đã dinh dưỡng đã là tốt. Tôi muốn trở lại đây, lời Chúa là mộc mạc, lời Chúa có thể là sần sùi, lời Kinh Thánh đọc có vẻ là thể là không cảm xúc, nhưng mà dinh dưỡng, bởi vì nó được kết mạch, nó được nối mạch với thiên đàng, nó được nối mạch với thiên đàng. Chúng ta cần thông hiểu và cần học biết, là cần tự mình định nghĩa, tự mình lựa chọn, học biết cái sự lựa chọn, điều đúng, điều tốt, điều lành, điều đúng, điều tốt, điều lành. Cảm ơn Chúa. Trở lại đây cái bài thi thiên này, cái lời thi thiên. Cái lời thi thiên này. Và điều này có nghĩa rằng là điều gì tôi nói đẹp thì nó đẹp, điều gì tôi nói hay thì nó hay, chứ không phải điều gì bên ngoài nói hay thì là nó hay. Chúng ta có biết là vì sao, vì lý do nào mà định nghĩa những mốt của ngày nay nó đẹp không? Mà thanh niên, thiếu niên cứ chạy theo không? Chúng ta có biết lý do nào không? Chúng ta có biết rằng chúng ta đang sống trong việc mà Chúa đời này ấy, Chúa đời này định giá, định năm tới là màu gì, định năm tới là đồ gì? Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần một số siêu sao, bởi vì chỉ cần một số cái vốn, cái tài sản định nghĩa vào, chỉ cần một số nhà tỷ phú hay là ai đó mua một cái đồ rất là giá trị và nói rằng cái này định nó là giá trị, thì nó là giá trị hay không? Chúng ta có biết như vậy hay không? Chúng ta có biết được rằng hay là trên Kinh Thánh ấy, ở ngoài bên bên Mỹ có cái người nổi tiếng mà tôi cũng muốn nêu ra, bởi vì ấy, là trong bây giờ ấy, là người này trước đây ấy, là nhạo báng Chúa, sau đó nói tự nhiên bị khủng hoảng tinh thần, bị trầm cảm và bị giống như là người ngơ ngơ ấy, sau đó trở lại với Chúa, quay trở lại với Chúa. Mà trước đó ông sản xuất ra một cuốn Kinh Thánh, gọi là cuốn Kinh Thánh mang tên ông ấy, cuốn Kinh Thánh đấy, cái người ca sĩ đó. Và sau đó cái cuốn Kinh Thánh hiện nay đang còn có giá ở trên Amazon, nó bán là hơn 1.000 đô, còn vẫn còn ở trên đó, vẫn còn trên đó. Và bây giờ cái người người này trở lại, gọi là trở lại trong ngoặc kép với Chúa thôi, nhưng mà không có cái thái độ rõ ràng về những cái điều trước kia ông trở lại với Chúa. Kinh Thánh và những cái điều phát tán về sự tà, về những sự sai lạc nó vẫn còn đó. Thế mà những hội thánh mega church mời con người này, và trong cái buổi đấy hát lên ấy, khi mà hát lên ấy là bắt đầu rần rần thanh niên đến hô, giống như Beatles ngày xưa thế nào ấy, thì bây giờ cũng là đến tin Chúa cũng giống như vậy. Nếu như mà chỉ dừng lại tại đấy mà những con người đó được đến với lời của Chúa thì cảm ơn Chúa. Nhưng mà còn nếu mà sau đấy ấy, là cái bước đường đường rộng để đi theo những cái điều mà gọi là mang danh Chúa, nhưng mà đường nó rất là rộng rãi và thênh thang, thì chúng ta cần phải xem lại. Và tôi muốn nêu ra đây ấy, đó là cho chúng ta thấy thế giới chúng ta đang sống ở trong đầy cái sự lừa dối, và chúng ta cần phải học và định nghĩa cho mình cái điều gì là tốt, con đường hẹp, con đường quý giá, con đường chân lý. Hallelujah. Và đó là ý nghĩa của tìm ấy, ý nghĩa của tìm ấy. Xin thì nhiều người xin, tìm thì ít người hơn, gõ lại càng ít người gõ hơn nữa, thì càng ít người gõ hơn. Thi Thiên 126. Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Hallelujah. Khác nào kẻ nằm chiêm bao. Nói là giống như người nằm mơ vậy. Người Việt mình có vẫn mới mơ nho nhỏ mà ngày xưa đó là chiến tranh ấy, mơ hòa bình ấy. Nhưng mà còn đây là giấc mơ bao nhiêu nghìn năm của họ. Bây giờ họ vẫn còn mơ đấy. Bây giờ họ vẫn còn mơ. Bởi vì Israel mặc dầu đất nước đã có rồi, nhưng mà vẫn còn có những phu tù, vẫn còn chiến tranh. Mặc dầu vẫn còn chiến tranh. Chúng ta có biết được rằng là Iran ấy là một nơi, tuy là bây giờ rất là chiến tranh như vậy, nhưng mà hiện nay cái cộng đồng người Do Thái ở tại Trung Cận Đông ấy, đó là nơi đông nhất sau đất nước Israel hay không? Mình nghĩ rằng là đó sẽ có sự diệt chủng, nhưng mà nó không giống như trên truyền thông chúng ta nghe đâu. Ở tại đó là cộng đồng người Do Thái đông thứ nhì sau Israel, sau đất nước Israel. Tức là có những cái cộng đồng ở tại tại ngoài đất nước Do Thái rất là nhiều các nơi mà họ vẫn còn được ở trong cái giấc chiêm bao ấy. Đó là khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về. Và Si-ôn này không phải là chủ nghĩa Si-ôn giống như trong chính trị,
mà chúng ta nghe đảng Sion hay chủ nghĩa Sion mà từ đầu thế kỷ 20 ấy, cuối thế kỷ 19 và thế kỷ 20 đã có những cái đó. Và càng ngày về sau này chúng ta sẽ càng nghe nhiều hơn. Mà đây ấy, Sion là nói về núi Đức Chúa Trời, nói về nơi Chúa ngự. Và David có nói ở trong cái bộ Thi Thiên 15 bài từ 120 đến 134 ấy, thì có mấy lần nói về Sion, đường về Jerusalem có nghĩa là đường về Sion, núi Sion có nghĩa là nơi núi Đức Chúa Trời. Nói về núi Đức Chúa Trời, chúng ta có thể hiểu đó là núi Sion, đó là núi Sion. Chúng ta có thể, chúng tôi thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao, kẻ nằm chiêm bao vậy. Bây giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, miệng chúng tôi đầy sự vui cười. Cái sự vui mừng này nó giống như nước nó chảy chứ, chứ không phải là cái cười nó nhạt nhẽo, mà là cái cười này nó bắt được. Cho nên là miệng nó đầy sự vui cười, cái cảm tưởng là cười này nó giống như nước chảy vậy, nó giống như dòng nước nó chảy đầy vào trong miệng vậy, miệng nó đầy sự vui cười. Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ, hương lưỡi chúng ta hát những bài mừng rỡ, nó giống như một cái dòng nó từ trong nó chảy ra vậy, nó chảy ra nơi ngoài miệng. Lưỡi thì hát những bài bài hát vui mừng. Trong các dân ngoại người ta nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. Trong các dân ngoại người ta nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc lớn. Chúng ta có nhớ cái bài hát là cái bài bài gì nhỉ, bài cái bài mà chúng ta hay hát, nó bắt đầu là cái bài mà cũng là cái bài mà khi Đức Chúa đưa phu tù Siôn về đấy, cái bài bài nó rất là vui, bài hát rất là hay mà bây giờ tôi không nhớ cái tên. Thì cũng là cái bài hát của bài Thi Thiên 126 này, bài hát Thi Thiên 26 này. Trong trong các dân ấy, dân ngoại người ta nói rằng Đức Giê-hô-va làm cho họ những việc, Đức Giê-hô-va làm cho họ những việc lớn. Họ bắt đầu nói là Đức Giê-hô-va làm cho họ, làm cho người Israel những việc lớn, những việc lớn. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi, câu 3, đã làm cho chúng tôi những việc lớn, những việc lớn. Giống như người chiêm bao vậy. Và từ Sion, từ phu tù của Sion về. Và phu tù này là phu tù từ đâu về, bày ca đi lên từ bậc. Dân Israel trải qua bao nhiêu lần phu tù? Bị lần đầu tiên bị phu tù ở tại tại Ai Cập, tại Ai Cập xứ Ai Cập, sau đó họ được đi ra, họ vào trong đất hứa. Và cái đợt phu tù tiếp theo đó là đợt phu tù ấy, là đi bị đày qua Babylon, bị đày qua Babylon, và sau đó là Chúa đưa họ từ Babylon trở về. Thì đây cái bài Thi Thiên này, đây là bài Thi Thiên trong mà nói về cái tâm trạng đó, đi đày từ Babylon về. Và còn lần thứ ba thì sao? Lần thứ ba cũng là Babylon trong trong nháy nháy, trong nháy nháy, trong trong ngoặc. Bây giờ không còn phải là Babylon đó nữa, mà là Babylon trong Khải Huyền có nói, mà Chúa nói với hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon. Và đây là một ý nghĩa tiên tri và nói về dân sự của Chúa, nói về người Do Thái, chính gốc họ là người Do Thái và dân sự Đức Chúa Trời, mà Chúa vẫn kêu gọi hãy ra khỏi Babylon, hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon. Giống như người Do Thái ngày xưa ở trong Ai Cập như thế nào, là trong lò sắt, là nhà nô lệ mà Chúa đã sai Môi-se để giải cứu, đem họ ra như thế nào. Thì ngày nay thì người Do Thái họ cũng ở trong cái sự mà bị tản lạc ra như vậy, bị tản lạc ra như vậy ấy, ở trên khắp đất này. Và đợi cho đến khi ấy mà dân sót của họ quay về, trong Khải Huyền thì có nói về Babylon, về Babylon. Khải Huyền có nhắc về Babylon và Babylon lớn đó sẽ sụp đổ, không phải là Babylon về cái địa danh đó đâu, mà là cái thành Babylon đó, cái vùng Babylon, cái khu đó là cái đế quốc, đế quốc. Đó là cái hệ thống, cái thể chế chính trị ngày nay, bứng nguyên hình, bứng nguyên cái kỹ thuật, nghệ thuật, phù phép và những cái kiến thức của Babylon cổ xưa đó để mà xây dựng nên cái đế chế mà ngày nay chúng ta thấy toàn cầu. Chúng ta thấy toàn cầu. Mà trong Khải Huyền thì nói rằng ấy, là bởi sự tà thuật của ngươi mà các vua, các nhà buôn họ được giàu có và họ thịnh vượng. Họ được thịnh vượng trong cái chương cuối ấy, cái chương gần tới cái chương mà nói về sự phán xét ấy, thì trong 1 giờ cái thành đó sẽ sụp đổ, là thành Babylon đó sẽ sụp đổ. Các vua thì khóc, các nhà buôn, nhà lái buôn cũng khóc. Ô còn 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 Babylon đấy thì nói rằng ấy, ta làm sao mà ta chết được, ta làm sao mà ta chìm được. Nhưng mà Chúa nói rằng bởi vì ngươi nói như vậy cho nên trong 1 giờ, cho nên trong 1 ngày ấy, thì những sự đó nó sẽ đến, vừa chết chóc vừa quá bụa, cái tai họa đó nó sẽ đến trong 1 ngày.
nó sẽ bị lửa thiêu trong chương 18, thì có nói về sự Chúa phán xét. Chúa phán xét, Đức Chúa Trời phán xét. Điều đó xảy ra chưa? Chưa, điều đó chưa xảy ra. Nhưng mà ở đây cái bài Thi Thiên này là nói về cái lời tiên tri đó, và đó là lý do mà khi mà chúng ta nhắc đến cái lời Thi Thiên này là Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta đến trong cái ý tưởng đó. Chúng ta đến trong cái ý tưởng về tiên tri. Hỡi Đức Giê-hô-va xin dẫn phu tù chúng tôi về. Hỡi Đức Giê-hô-va xin dẫn phu tù chúng tôi về. Như các suối miền Nam chảy nước lại, xin dẫn phu tù chúng con về. Bài hát này nó từ bao nhiêu năm trước ấy, nhưng mà tôi nhớ có lúc những lần mà được Chúa thăm viếng, có lần hát mà lòng nó quặn thắt luôn, mà thật là đáng tiếc, bởi vì bài này nó chỉ ở trong cái vòng này. Nhưng mà hy vọng là có những bài hát không có tuổi nhá, có những bài hát không có vượt thời gian, bởi vì bài hát nếu mà đến từ thiên đàng ấy, nó sẽ vượt thời gian, vượt không gian và vượt cả tên tuổi nữa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va xin dẫn phu tù chúng tôi về. Như các suối miền Nam chảy nước lại. Như các suối miền Nam, đây là lời cầu nguyện, đây là lời hứa của Chúa. Dẫn phu tù, xin dẫn phu tù chúng con về. Khi mà hát thì đó Thánh Linh bắt đầu dường như để trước mặt những màu màu màn tối tối, những con người chưa được cứu, những con người đang bị phu tù, những con người mà trong 150 dòng họ Việt Nam, nếu chúng ta bật Wiki lên ấy, các dòng họ người Việt Nam thì cho đến hồi trước đây ấy, bây giờ không biết thay đổi hay chưa, nhưng mà trước đây là có khoảng 150 dòng họ, mà trong đó là có dòng họ mà chính trực trực diện mà tôi thấy là nó không có ở trong đó, khi đếm lại nó không có. Có dòng họ Hỏa là không có trong đó, nó còn thiếu. Như vậy là ít nhất là 150 dòng họ là cần cái sự cứu rỗi. Thì những dòng họ đó ấy, tại sao ạ? Chúng ta nếu mà cầu nguyện cho sự cứu rỗi là những cái dòng họ, những dòng tộc của con người Việt Nam. Hallelujah. Và Chúa xin Chúa dẫn những con người đó trở về, những cái phu tù đó, những con người bị cầm tù đó, phu tù chúng con về, những con người bị lạc mất, những con chiên bị lạc mất đó, mà Chúa Giêsu ngày đến ấy, xin Chúa ngày dẫn chúng con về. Như các suối miền Nam chảy nước lại, miền Nam chảy nước lại. Đức Chúa Trời lời Kinh Thánh nói là ngài ngự ở nơi cuối cùng phương Bắc, đúng không ạ? Nếu mà nói về Kinh Thánh ấy, đó là nơi mà Chúa, núi Đức Chúa Trời ở tại phương Bắc, núi Đức Chúa Trời ở tại nơi ngài ngự ấy. Hallelujah. Ở đây nói quan hệ hoàn toàn Kinh Thánh nhé, chứ không phải là giống địa lý bên ngoài. Như vậy thì chúng ta đi châu Âu là đúng rồi, phương Bắc, không phải, nó không phải đâu. Cái phương này, phương hướng này của Chúa nó khác nha. Cho nên ở đây cái suối miền Nam ấy, đó là phương Nam và phương Bắc. Đấy, chứ còn khi mà còn trong các sách tiên tri nói về nước miền Nam, nước miền Bắc, vua miền Nam, vua miền Bắc đánh nhau thì nó lại là khác nữa. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói về trong cái ý niệm này, như các suối miền Nam chảy nước về, chảy nước lại, miền Nam của Giu-đa đấy, xứ miền Nam của Giu-đa, của Si-ôn ấy, chảy nước lại. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, người nào gieo giống bọt giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Gieo giống bọt giọt lệ, cái này dường như là chúng ta thấy nếu ai gieo trong nước mắt ấy, sẽ gặt trong vui mừng ấy, sẽ gặt trong vui mừng. Thì mình dường như là đây thấy giống như cái luật của gieo vậy đó, cái luật của gieo và gặt. Chúng ta xem thử xem cái này nó giống như cái luật vậy. Ai gieo trong nước mắt sẽ gặt ở trong sự vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc và đem giống mình ra rải. Chúng ta có được thái độ này không? Chúng ta có thái độ được này không? Hay là chúng ta mang cái thái độ gieo, thái độ của người gieo giống để mà gieo không? Chúng ta có biết được rằng đó là nếu mình đã nhận hạt giống của Ngài thì mình có phải là hạt giống mà Ngài đem đi để gieo không? Thì có phải là nếu đời cuộc đời chúng ta có nước mắt ấy, có phải là Ngài cầm không? Và xin Chúa cho được Ngài cầm thì nó an toàn, mặc dầu cho có đang khóc. Và có phải rằng đó là Ngài đựng nước mắt tôi trong ve của Ngài không? Nếu như chúng ta nghĩ rằng Chúa xin cầm giữ con trong mọi sự, đó chính là sự chịu khổ của Abraham trong Hebrew chương 6 nói. Đó chính là sự chịu khổ của những thánh đồ. Đó chính là con đường của thập tự giá và con đường hẹp đó. Và con đường hẹp. Đó chính là những giọt nước mắt và trong cái thái độ đúng. Cái thái độ đúng. Hallelujah. Đó là gieo, đó là con vẫn làm điều tốt. Con vẫn làm điều đúng, mặc dầu hoàn cảnh nó sai, con không tìm cách bào chữa mình. Lòng con sẽ lấy làm vui lòng về điều răn, về luật pháp của Ngài.
về lời của Ngài, về tình yêu của Ngài. Con sẽ không bào chữa cho con. Con sẽ không tìm cách bào chữa cho con. Và con xin chọn cái sự khóc đó ấy, đó là khóc đứng về phía của Ngài. Thì đây này, thì sẽ vui mừng. Nhưng mà còn nếu mà chúng ta khóc mà với cái thái độ mà kêu ca, mà khóc giống như giọt nước mắt ở trong đồng vắng của người Israel ấy, thì nó sẽ không có sự gặt hái. Nó sẽ không có sự gặt hái. Có hai cái loại khóc. Có hai loại khóc. Khóc theo xác thịt. Cũng có hai loại cười. Có hai loại cười. Ở đây ấy, cười này là cười miệng vui cười nhé. Còn có cái loại cười ấy mà Chúa Giêsu nói rằng, loại vui ấy mà Chúa Giêsu nói rằng, khốn cho các ngươi vì vui sau sẽ buồn. Khốn cho các ngươi cười vì sẽ sau sẽ khóc. Chúng ta hãy lưu ý này. Hãy giảm tai lên và hãy nghe chính xác. Bởi vì những điều tôi đang nói đây sẽ rất là động chạm. Sẽ rất là động chạm. Nếu như chúng ta là con cái Chúa, mà chúng ta mong được sự mà giống như bong bóng tâm hồn xẹp, mà chúng ta mong được thổi cho nó căng lên, cho đời nó phơi phới cho ngày hôm nay, bởi vì hôm nay con xuống cái KL nó sâu quá, nó buồn thê thảm quá, con muốn vui mừng lên một chút, mà chúng ta đi tìm mà để cho đời nó bóng mẩy một chút ấy, thì đó là cái niềm vui. Đó là cái niềm vui trong tâm lý, trong truyền cảm hứng, trong truyền cảm hứng, trong những bài giảng, trong những bài mà nó có những cái đó, và thậm chí trong những cái bài truyền cảm hứng bên ngoài không phải về Chúa, họ cũng dạy về sống vui, sống tốt, sống khỏe, vân vân. Nhưng mà ở đây ấy, Chúa nói rằng đó là những cái có những cái niềm vui mà rồi sau nó, bởi vì nó chỉ là công cụ mà thôi, bởi vì nó chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng mà đây, bởi vì sao ạ? Nó có niềm vui, nó tràn ra, tràn lên miệng, nó tràn lên lưỡi, nó giống, bởi vì sao? Bởi vì có một cái nguồn, nó có một cái nguồn mà nó cứ thế mà nó chảy ra thôi. Và Chúa kêu gọi chúng ta đi tìm những cái đó. Chúa kêu gọi chúng ta đi tìm những cái và hướng về những cái đó. Và bài Thi Thiên này nói ấy, là nếu gieo trong nước mắt ấy, như vậy thì đó là chọn về niềm, chọn về con đường của Chúa, chọn về tâm trạng của Ngài, chọn về tâm trạng của Ngài, chọn về tâm trạng của Chúa. Hallelujah, tâm trạng của Chúa Giêsu. Hallelujah. Cái loạt Thi Thiên này ấy là loạt Thi Thiên trên đường về Jerusalem. Mà nghe cái nội dung thì có vẻ nó giống như là khắc khổ trên đường đi, vất vả, nhưng mà nó đầy cái sự vui mừng ở trong đó. Sự vui mừng này là của Đức Thánh Linh. Sự vui mừng của Đức Thánh Linh. Kẻ nào gieo giống trong giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Và chúng xin Chúa cho chúng ta càng ngày càng được nhiều hơn vui theo niềm vui của Ngài, không phải là theo vui theo niềm vui của con. Vui theo niềm vui của Chúa có nghĩa rằng bất dầu hoàn cảnh như thế nào thì con vẫn vui mừng. Vì thế cho nên con có thể nói rằng con sẽ vui mừng trong hoạn nạn. Anh em gặp hoạn nạn hãy vui mừng mà nhảy nhót. Bởi vì sao? Bởi vì con có Ngài, nó vượt trên hoàn cảnh. Bởi vì con sẽ học giống như Phi-e-rơ ấy, bước ra trên mặt nước, đi trên mặt nước, trên hoàn cảnh đó là mặt nước, con vẫn vui mừng. Có thể nó sụp xuống vài lần nào đó, uống nước. Có thể con lỡ, con trông, con bị đánh lạc hướng, bị ngủ uống nước của đời, của thế gian, có thể bị thất bại, con sẽ đứng dậy. Nhưng mà con chọn niềm vui của con, từ chối những niềm vui của thế gian, con từ chối những đồ ăn mà tăng trọng, con từ chối những cái đồ ăn mà gọi là đem cho cái niềm vui mà không phải thật của thiên đàng. Và xin Chúa cho chúng ta đến bực tức mà đến khi anh chị em ăn một số đồ ăn vào ấy, mà thấy rằng giống như là gạo nhựa chứ không phải là gạo của trời cho, gạo con người làm chứ không phải là gạo trời làm ấy. Tức đến khi mà chúng ta cái tinh thần ăn gạo nhựa tức như thế nào ấy, mà những cái đồ ăn ấy mà không phải đến từ thiên đàng ấy, xin Chúa cho chúng ta thấy được cái điều đó. Hallelujah. Bởi vì ngày nay gạo nhựa thuộc linh tương đối nhiều. Tôi không nói mà nó thật sự là như vậy. Ma-thi-ơ 24 ấy, trong ngày cuối cùng ấy, bởi vì Chúa nói nếu như chúng ta nói đây là ngày cuối cùng thì nói một số cái suy nghĩ rất là đơn giản. Tôi nhắc lại cái lời sáng nay tôi nói và tôi nhắc lại đây và sau đó xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện. Chúng ta sẽ cầu nguyện ở đây để kết thúc. Nếu như các nguồn bên ngoài Kinh Thánh mà chúng ta xem các ngoài Kinh Thánh ấy mà để dẫn chúng ta đến với Kinh Thánh và đọc và yêu mến lời Chúa, say mê lời Chúa và thấy sự khao khát trong lời của Ngài hơn ấy, thì đó là chúng ta đang đi đúng đường. Và không có chèn, không có kèn cựa, không có phải là cỏ lùng để mà chèn ép cái cỏ thật ở đây ấy, thì chúng ta đang đi đúng đường. Nghe những bài giảng
đọc những sách Bùi Linh. Nhưng mà còn nếu như chúng ta càng nghe mà chúng ta càng ngồi đọc Kinh Thánh thời lời Chúa biết rồi, Bình An thì thôi biết rồi, đúng rồi mà, bài giảng này quyển sách kia nói rồi, cho nên đúng rồi biết rồi, và như vậy là nó có điều gì đó không ổn. Mà chưa chắc đã phải là từ cái nguồn đó, mà từ nơi cái thái độ của chúng ta nhé, từ nơi cái thái độ của chúng ta. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Nên đó là lời của Ngài. Chỉ có đồ ăn này ấy, thì mới giúp cho chúng ta trên con đường về Jerusalem. Mà đây là không phải Jerusalem mà chúng ta nhìn thấy đây đâu nhé, Brazil luôn, ở trên trời nơi chúng ta đấy. Mẹ của chúng ta Galati nói ấy, chứ không phải bà Maria là mẹ đâu, mà nhưng ấy, chúng ta ấy mong ước một Jerusalem từ trên trời, một Jerusalem từ trên trời, đó là nơi mẹ của chúng ta, là ý nói là về Aga, về về Sarah đấy, chứ không phải là Aga. Jerusalem ngày nay ấy, chúng ta nhìn thấy ấy, đó giống như Aga thôi, con của người nữ tôi mọi thôi. Chúng ta đang trên con đường về Jerusalem trên trời, mong ước của Jerusalem trên trời. Và Chúa một ngày nào đó, Chúa Giêsu ngày sẽ đến, nước 1.000 năm Chúa sẽ cai trị ở dưới đất này trong 1.000 năm, và Chúa Giêsu ngày sẽ cai trị theo như lời Kinh Thánh chép. Và lúc đó thì sao? Ở đây là cái bài Thi Thiên 126 là nói về cái lời. Ồ, vui quá, mà bây giờ giống như trong mơ vậy. Nếu chúng ta đọc câu 1 đến câu 3 ấy, thì đó là cái điều mà họ họ thấy rằng đó là Chúa đã làm cho việc lớn, và giống như là trong mơ vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va xin dẫn phu tù chúng tôi về, họ lại xin nhé. Họ mơ mà thật mà lại như mơ. Tại vì cứ câu 31 đến câu 3 tưởng là được. Câu 4 ấy, xin dẫn phu tù chúng tôi về. Xin dẫn phu tù chúng tôi về. Mơ mà như thật và thật mà như mơ. Hallelujah. Câu 5 đến câu 6. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Một cái mặc dầu chưa thấy nhưng mà vẫn cứ tiếp tục gieo, vẫn cứ tiếp tục gieo. Nước thiên đàng, hallelujah, cảm ơn Chúa. Và qua đây chúng ta thấy có một điều gì đấy chúng ta có liên hệ về trong thuộc linh, bởi vì chúng ta trong Chúa Giêsu, chỉ trong Chúa Giêsu chúng ta mới được liên hệ trong lời hứa và với Abraham, chúng ta được giữ phần ở trong đó và được giữ phần trong trong lời hứa với Abraham ấy, lời hứa Chúa với Abraham, thì trong đó là về bộ luật, về luật pháp của Chúa, về lời của Chúa. Chúng ta mới có thể được giữ phần thôi, mới được giữ phần ở trong Chúa Giêsu, là đấng đã làm trọn luật pháp, đấng làm trọn luật pháp cho chúng ta. Cảm ơn Ngài. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa cho lời của Ngài. Và Chúa xin, lời không nói hết được, cầu xin Thánh Linh Ngài tuôn chảy điều đó vào trong lòng của chúng con. Chúa xin Ngài tuôn chảy dầu của sự vui mừng, xin dầu của sự vui mừng Ngài đến vào trong lòng của chúng con, và trong đời sống của chúng con, trong tấm lòng của chúng con. Chúa xin, Chúa Ngài chảy và tràn vào trong lòng của chúng con, làm sạch nơi lòng của chúng con, và cho chúng con được mở mắt, cho chúng con được rõ hơn, cho chúng con được yêu hơn lời của Ngài, được có một điều gì đó mở ra đối với lời của Ngài, trân trọng hơn lời của Ngài, quý hơn lời của Ngài, và nắm chặt hơn lời của Chúa. Nó giống như là Chúa dạy cho người Do Thái nơi viền áo, nơi cột nhà, nơi lời của Ngài, thì cho chúng con có một điều gì đấy được thực hữu hơn lời của Ngài. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài, được phân biệt rõ hơn. Ban phước cho dân sự anh chị em của chúng con trong ngày hôm nay, trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa Ngài cho chúng con trong tinh thần của lời Thi Thiên tiên tri này, mà cho chúng con giống như những được thức tỉnh về cái hướng của chúng con có ý nghĩa duy nhất, đó là trên đường về Jerusalem. Mà Jerusalem chúng con đó là Jerusalem ở trên trời. Hallelujah. Và chúng con đang trên đường để, và xin Chúa xin dẫn các phu tù của chúng con trở về, như các suối miền Nam chảy nước lại, như suối miền Nam chảy nước lại. Hallelujah. Và cho chúng con nhớ được nhắc và giữ gieo giống ở trong giọt lệ, mang thập tự giá đúng cách, đúng thái độ. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài. Và cho chúng con được cùng đồng lòng với những thánh đồ, là những con người cùng công việc ở trong cánh đồng của Chúa, như trong lời Thi Thiên này đang nói đây. Họ đang gieo giống trong giọt lệ. Họ đang chọn niềm vui của Ngài. Vì thế cho nên họ thà chịu đau đớn, mà bởi vì họ chọn niềm vui của Chúa, từ chối những niềm vui của thế gian. Chúa cảm ơn Ngài. Xin cho chúng con được cùng đồng hành với các thánh đồ, với trong đoàn quân của Ngài, ở trong vô hình này. Cảm ơn Ngài. Và trong tinh thần đó mà chúng con cầu nguyện, trói buộc cái điều gì ở dưới đất, những điều gì ngăn trở để cho hội thánh, dân sự và chúng con được đi trong con đường của Chúa. Và chúng con mở ra con đường để cho hội thánh Chúa bước đi, đó là con đường đi theo Chúa Giêsu, đi theo đấng chân chiên lớn của chúng con là Chúa Giêsu Christ, đấng có dấu đinh chân chiên và đấng dắt chúng con đi ở dưới thế gian này. Chúng con mở ra. Đức Chúa Trời bình an ơi,
Xin lời của Chúa ứng nghiệm, đó là dày đạp quỷ Satan ở dưới chân của chúng con.